xin chào tất cả mọi người nha. Giờ này là mình cũng tan ca mới vừa về luôn á. Giờ tới chỗ quán ăn nè, mấy chị em rủ nhau thôi. Bữa nay mình mới làm ngày đầu tiên á, cho nên dẫn nhau đi ăn nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng đi với mình nha. Ăn ở đây thì có muối nè, với cái gì tiêu. Tiêu ở đây thì có đầy đủ muỗng đũa để sẵn. Hôm nay thì quán này mình sẽ ăn sườn nha mọi người, sườn bò hầm á, cũng khá là nổi tiếng luôn á. Đây kim chi bắp cải rất là ngon nha mọi người, nhìn màu thôi là đó, bò lem trời ơi ngon quá. Này kim chi củ cải gấp ra chừng 2 cục thôi ha. Rồi cắt cái đi. Kim chi để ăn rất là ngon mọi người. Wow. Đang sôi sùng sục luôn. Đây. Mimi là còn đang nóng sùng sục luôn. Có một ít nấm kim châm. Với là sườn bò. Còn cái này là cơm người ta sẽ nấu vào trong cái thố đất luôn. Tiêu đó, bỏ một xíu tiêu. Nếu mà mọi người ăn cơm thì rất là ngon luôn đó. Đó, bây giờ mời tất cả mọi người ăn ăn cùng với ba chị em mình nha. Đây còn có miếng nha mọi người. Nó miếng rồi nè. Sườn bò rất là to luôn. Wow. Bây giờ thì mời tất cả mọi người nha, chấm vô cái nước mù tạt, nước tương đang trộn lại. Mời tất cả mọi người nha. Đấy. Nó mềm quá, nó xúc luôn à. Ngon thiệt luôn á, nó mềm rồi. Ăn cái này là phải kèm với kim chi. Really dope. Yeah. Đây kèm với kim chi. Nó mình sẽ kẹp lại như thế này. Lâu lắm rồi mới được ăn hết trời. Đây là cơm. Mình thì mình sẽ múc ra cái chén, chứ mình không có trộn vô ăn ngán. Sẽ chút nước canh chan vô. Cái nồi đất này thì nấu cơm ăn rất là ngon luôn mọi người. Nó vừa mềm mà nó tươi lên, nó không có nhão gì hết trơn á, ngon lắm. Tươi nó ngon gì đâu luôn. Tới. Đây là nấm kim châm người ta có bỏ vô ít thôi mọi người. Đây là miếng nó vừa mềm nó không có quá dài. Rồi ra đây rồi, ở đây là cái máy cà phê nha mọi người. Ra đây nó ăn xong rồi, đây là có cái cà phê miễn phí nha mọi người. Đây nó cà phê rất là ngon luôn nha. Rồi bye bye hai chị nha. Giờ thì ăn xong mọi người. Bây giờ bye bye chị về rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy xe về nha. Tại vì đoạn đường từ đây về nhà mình mất khoảng 15 phút nữa lận. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người có yêu quý kênh thì cho thì xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha.